anh chị khách hàng, thì hiện tại chúng ta đang ở trong công viên của dự án Verosa Park. Thì dự án Verosa Park với tổng diện tích là 8.1 hectare. Tổng số lượng căn của khu compound này là 296 căn, bao gồm những căn nhà phố liền kề và biệt thự đơn lập và song lập. Thì hiện tại thì dự án của chúng ta đã được bàn giao nhà cho tất cả những anh chị khách hàng, cư dân và những nhà đầu tư mua tại đây. Và hiện tại Giang có giỏ hàng là hơn 40 căn biệt thự đơn lập, song lập và những cái căn nhà phố liền kề này. Thì những anh chị khách hàng đầu tư họ gửi cho Giang và chia sẻ lại cho những người nào muốn sở hữu một cái căn biệt thự trong khu Verosa Park này. Anh chị khách hàng nào muốn sở hữu một căn tại đây và tham quan dự án Verosa Park thì vui lòng liên hệ với Giang. Giang và đội ngũ chuyên viên tư vấn của Verosa Park sẽ hỗ trợ anh chị tham quan thực tế và coi chi tiết từng căn nhà phố liền kề hoặc là những căn biệt thự đơn lập và song lập của Verosa Park luôn anh chị khách hàng nhé.